Alo, các bạn. Nãy giờ bây giờ mình mới có giờ để mà quay cái cuối cùng của ngày hôm nay đây. Nãy giờ mình lo search trên internet về vấn đề mình đang có một cái bài viết về về network để cho những cái học sinh của lớp mình đọc, học sinh lớp 12 đó. Kế đến là những cái người nào mà interested để building network đó, thì cái bài này cái tầm vóc nó cũng khá lớn, là vì mình mất cũng cả chục năm để nghiên cứu và học hỏi viết được cái bài này. Thì cái bài này có tựa đề là How to build a campus comprised of 60,000 computers and network device. Ok, đại khái là build một cái network campus có thể chứa đựng được 60.000 computer nha, 60.000 nhân với 6.000 nha. Đây là cái muốn hiểu cái bài này đó, có lẽ bạn phải có at least là ở Cisco CCNA level, hoặc là nếu các bạn ở CCNP thì bạn sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề này, là nó hơi hơi cao cấp đó. Anyway, thì mình chỉ nói như thôi, bạn nào muốn coi thì cứ lên cái Facebook mà link mình mà coi cái bài đó. Mình đã post, mình chưa viết xong, mình sẽ bỏ tôi rút thêm, nhưng mà đại khái là cái phần đầu đã hoàn thành. Kế đến là một cái bài về sex education, có một cái nhóm sex education của mình đó, mình có một số bạn bè tham gia. Nếu muốn vô coi thì vấn đề này là sex, nó sex là về tình dục đó. Thì cái này cũng là giáo dục, không có gì bài bản. Có một cái bài mình mới bỏ lời, mình vô tình mới thấy được trên trên mạng, nói về những cái điểm kích thích của phụ nữ. Thì đại khái nó có 3 điểm, là A, điểm A là điểm A tiếng Việt đó, G tức là tiếng Việt là G đó, và P, P là tiếng Việt là P đó, P phở đó, AGP. Thì có một cái mình bỏ lên một cái video giáo dục của một cái người chuyên gia về 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 tình dục của bên nước ngoài đó, có lẽ là bà là người Mỹ. Thì bà đã làm một cái video education, thì rất tiếc là nó nói tiếng Anh, cho nên là không biết được bao nhiêu bạn có thể hiểu được. Anyway, thì mình có cái video và nó có hình ảnh, thì chắc mình cũng nói nó nói cái gì ha. Ok, đó là cho vấn đề sex education. Những người nào đã được mời trong bộ tham gia cái nhóm mà sex education ở trong cái Facebook của mình đó, thì người đó có coi được, còn không thì mình cũng để trên cái public đó, thì có thể coi được. Cái đó hoàn toàn là vấn đề giáo dục, không có gì bài bản ấy. Mình nhấn mạnh là cái vấn đề tại này đó là coi cho nữ đó. Nam thì cũng chắc chắn phải biết, bắt buộc phải biết, nhưng mà nữ thì có nhiều người không biết, con gái thì chưa lấy chồng chưa có bạn trai chẳng biết đâu. Nhưng mà mình cũng khuyến khích là nên đọc, con gái chưa có chồng, con gái sắp lấy chồng, và even là đàn bà đã có chồng mà có con nó cũng chưa chắc biết nữa, tôi bảo đảm vậy đó. Tại vì chính tôi hồi xưa tôi lập gia đình tôi cũng biết mấy quỷ này nè, làm từ mấy bài thôi. Anyway, thì cũng nên coi ha, đó là cái benefit, tức là quyền lợi của quý vị đó, cũng là một cái điểm mà trời trời đó, bên bên Thiên Chúa nói là Chúa đó, mình thì nói là tạo hóa là cho cái con người á, cho mình cũng nên biết để mà hưởng phải phải nó, chứ không thì ngặt không biết cái gì hết thì cũng uổng lắm đó. Ok rồi, that's enough that. Now bây giờ mình go straight to cái chuyện kế tiếp đây, thì là một cái chuyện tiểu lòng nữa. Ok, có hai ông già, hai ông già này quen thân lắm, phải là già cả rồi, 70 cả rồi. Thì bây giờ thì con cái một ông thì vợ ly dị, còn ông kia thì là vợ mất. Thành ra là bây giờ con cũng lớn đi làm cả, thì hai ông cũng rảnh hay rủ nhau đi chơi, hai ông hay hay đi Việt Nam lắm. Thì một người á là người Nam, một người người Huế, người Huế Huế thì cái ông người Huế đó thì cũng hay tò mò đủ thứ chuyện. Họ có nhiều chuyện nhưng mà cũng hay tìm hiểu, người Huế mà họ thích học hỏi lắm. Thì anh ta cũng học vài thứ tiếng vậy đó, tiếng gì cũng học. Hay mỗi lần tính như đi du lịch tới đâu, việc đi Việt Nam thì có cần học, nhưng mà đi như đi 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 Mỹ là cũng phải học giờ tiếng Anh hả. Hello, how you? How you? You, you, how you? How you? How you? How you? Ok. Rồi đi Pháp, rồi nói tiếng Pháp. Hả?
chưa? Mỏi sữa, mặt mỏi xén gì đó hả? Khỏe không gì đó? Over là chào buổi tối đi, ông nói over. Ok, ông còn học luôn cả tiếng Tây Ban Nha nha, thí dụ như là trên bãi biển, easy the playa là tiếng Tây Ban Nha, easy the playa là trên bãi biển. Các bạn có nhớ các bài học bài hát rất nổi tiếng là yêu em như em bằng muôn trái tim. Đó cái bài đó, cái bài đó là dịch ra từ cái bài mà Cuando Calienta el Sol của Spanish đó. Bài đó là yêu em trên bãi biển đó. Thì tôi cũng có cái bài đó để tôi lấy một cho các bạn coi. Đó là ông người Huế, tức là nói nhiều chuyện đó. Ông người Nam á, người Nam lại đậm hơn, thì hai ông mới dùng bổ túc nhau. Nếu mà ông người Huế nói nhiều quá thì ông người Nam phải stop ông lại, giống như là cương ngựa lại, ông bớt nói một chút. Còn ông người Nam mà ít, ông Nam thì ít nói và lại nhút nhát nữa, cho nên là ông người Huế phải đốc. Thiếu nhất là đi nói chuyện với phụ nữ, ông người Nam nhát lắm, cho nên là ông người Huế phải hỗ trợ đi sau lưng, giống như hỗ trợ ông tinh thần, ông để ông nói thông rung lắm. Ok, alright, đó là đặc tính của hai người. Thì chuyện này là cái chuyện ở bên ở Pháp, hai ông đi du lịch ở Pháp. Thì như tôi nói nãy là ông người Huế cũng học được vài câu tiếng Pháp đó, họ chào hỏi rồi ha. Không biết tôi có clip ở đây không? Cho tôi coi. Chờ xíu anh, tôi đi kiếm clip, tôi có vài cái clip tiếng Pháp này. Ok, sau đây các bạn ha. Đây, mình kiếm được một cái list tiếng Pháp, mà cũng có cái list tiếng Pháp đây. Đây, đây là cái list tiếng Pháp nè. Ok, thì như bây giờ mình nói, để coi coi gì đây. Thì bây giờ câu người Huế này, ông phải học bài câu cổ thiệu ha. Ok, thì ông nói là I love you, thì tiếng Pháp đó là Je t'aime, right? Je t'aime, tiếng Pháp nó không có đọc Je t'aime, đọc Je t'aime. Rồi ví dụ như I care for you thì nó là Je apprécie vraiment, right? Rồi thí dụ như hỏi I'm in love with you, tức là người đàn ông nha. Tiếng Pháp nó có hai cái giống, cái giống đực nha. Nếu mà mình nói là, nếu mà người đàn ông nói là I'm in love with you thì nó là je suis amoureux. Nhưng mà nếu mà người đàn bà đó mà nói tiếng, nó cũng nói câu đó là I in love with you thì lại khác nữa, thì đọc là je suis amoureuse, khác nhau nha. Bên nam thì nó là je suis amoureux, nhưng mà bên nữ là cái giống cái đó, thì nó là je suis amoureuse, nó hơi khác nhau xíu, tiếng Pháp nó hơi ngộ. Cũng như đương nhiên là khi mình đi ra đường mình gặp là ví dụ mình là đàn ông ha, mà mình khen cái người nữ cái đẹp đó, cho nên là you are beautiful, cho nên là tu es beau, right? Nhưng mà cái người đàn ông mà người đàn ông nói cái người nữ cái đẹp đó, là tu es belle, right? Okay. The
same thing. Nếu mà mình nói người đàn ông kia đẹp trai thì you are handsome, thì người Pháp nói là tu es elegant. Còn nhưng mà nếu mình nói là cái người nữ mà đẹp gái đó thì là nó đổi vào trong cái chữ nữa khác nữa. Họ nói là elegant mà nói là elegante, tức là tu es elegante đó. Alright, so bây giờ cái người nên mà chạy muốn chút người cái ông mà gì đó người ấy đó thì ông học Kilis một mớ chữ này nè. Người ấy khi nào cẩn thận mà phải không, ông xa tại vì ở Huế người ta thấy không, năm nào người ta cũng bị ngập lụt bão bùn nên người ta cái tính người ta lo xa đó, người ta khi nào chuẩn bị nha. Cho nên là cái tính đó, bây giờ even là bây giờ những người Huế mà không phải là ở Huế mà họ sinh ở trong Nam, chỉ như tôi nè, tôi là người Huế, người sinh ở ba mẹ là em sinh trong Nam mà tôi vẫn học cái tính cẩn thận, tự nhiên nó có trong khi mạch máu của mình là mình phải cẩn thận, lúc nào cũng làm gì phải cẩn thận, phải có kế hoạch chính rồi kế hoạch phụ là main plan rồi tới backup plan nữa, cái chính của mình nó không xong thì sao, thì phải nhảy vào B A plan và fail phải nhảy vào B plan, even though thì sometimes có C plan nữa, tức là một kế hoạch chính có hai kế hoạch phụ, nghe thì nó cũng phải nhức đầu đó phải không, nhưng mà anyway thì cái tính của mình phải cẩn trọng. Mình phải chuẩn bị giống như là mình có thể tiểu sản vậy, mình phải có backup đúng không, chứ bây giờ tiêu cũng cản tàu rõ má, có chuyện gì chết mồ. Hồi xưa tôi có người bạn vậy, tôi chờ một thời gian tôi chạy luôn, trời ơi ổng tiền lãnh lương ra đi tùm lum chơi bời chị gái rồi úi chà mệt lắm, rồi thiếu tiền mượn tôi nữa, rồi riết tôi chạy ổng luôn, rồi mình sống kiểu mà bạc mạng quá, không có dành dụm, không có để dành cái đó, chuyện làm gì có chuyện gì mình đạt lãnh đạo, chứ bây giờ mà muốn tiền này bây giờ đâu phải dư giả được đúng không. Ok, thì bây giờ hai anh chàng đó đi qua Pháp thì cái ông người Huế đó tới Paris đọc tiếng Pháp là Paris, tiếng Pháp nó hơi cái chữ R nó đọc trong cổ họng, tại vì mình có học tiếng Pháp hồi nhỏ, mình học lớn lớn từ trường ngọt đúng không. Paris, không đọc là Paris mà đọc là Paris, nghe chưa? Rồi nó trong cổ. Ông người Huế này đúng là nhiều chuyện. Ông đi đi tới Paris, đi quanh quốc thấy đàn bà Paris đẹp quá thì ông nói rồi mà thầy, có nhiều người ăn mặc sang trọng sách cái giỏ, có cái chữ. Thì các bạn biết là gì nữa? Ở Pháp nổi tiếng là fashion mà có cái chữ nó kêu là cái hãng làm giỏ sách quan trọng đắt tiền người Pháp mà hay xài là Gucci đúng không, Gucci thì bây giờ nói ra thầy cũng biết là gì đó phải không, nhất là mấy cô mà chuyên đi shopping này rồi xài hàng hiệu là Gucci mà không biết là không phải là thứ đi là loại mà đi chơi hàng sang này hay là hàng sang mà là mua đồ hiệu rồi thấy không, mua đồ giỏ Gucci nổi tiếng, nó nói là nó làm đồ giả, hiệu Gucci thiếu gì đúng không? Kiểu giống như là tương đương với Chanel, Fine, dầu thơm vậy đó. Ok, ông ta thấy cô nàng đó, sách túi vợ. Ông ta thì cũng già rồi, cũng chắc mắt, mũi rồi. Đọc được chắc cũng rõ, mà mới ta thấy từ chớp ngang ấy. Về nổ, đầu về nổ. Trời ơi, tôi đi ra phổ, tôi thấy có một đẹp quá. Bán túi sạch, Gucci đó. Ông nói ông làm như là cái ông người Nam không biết vậy đó. Gucci là gì? Tôi chả hiểu Gucci là cái gì. Gucci hả? Ờ vậy ông nói Gucci là gì? Ông người Nam ông bật ra cười. Ôi tôi biết ông nói chuyện gì rồi. Gucci là gì? Có Gucci. Ông nói tôi nghe tưởng cu to con nhỏ. Ông nội ơi khổ ghê. Cái nào về Sài Gòn á gặp ba con á nói cẩn thận tí xíu, tôi ra đi Tây nè không thì về ra nổ đừng nổ mà nổ thì nổ nó đúng một chút, nổ tầm 7 tầm 3 tầm cái thú đầu. Tôi nói là vậy nè, nếu mà anh đi về quê về Sài Gòn rồi đó thì mà cũng khổ là ổng là sinh ra Gucci nha, khổ vậy đó. cho nên ổng làm cái chữ Gucci với Gucci là ổng thì ông đang nhìn chớp cũng giống Gucci giống trên chữ Gucci, ông nói là Gucci dùng Huế chết nữa. Ok thật sorry tôi cười rồi.
Thì ông kia đó, ông bạn ông Việt Nam đó, ông về Sài Gòn nhất về Củ Chi đó, cẩn thận nha, ông có lộn, đừng có lộn Gu Chi, cái Củ Chi đó nha, chết nó, trời ơi, người ta mà ông nói dân quê thì tao biết chứ, ông nói dân thành phố thì cười thối đầu, ông nội ơi tội quá. Ok rồi, sẵn đây mình cũng nói nó luôn qua cái vấn đề tiếng Anh, cái đó là tiếng Anh, tiếng Pháp. Tiếng Anh đó thì mình khuyên mấy người mà đi nước ngoài đó, hay là qua nhà định cư đó, qua làm việc vài năm đi về hay đi mình định cư càng định học tiếng Anh chút xíu, chứ đừng có làm biếng học học căn bản gì đấy thôi, khi ra đường nó tầm bậy tầm bạ cười chết luôn. Tôi đi shop nhiều chỗ thì mấy người buôn bán người Bắc, con nhỏ đó, cái bà ấy đúng không? Cái cô này đúng không? Cũng lớn tuổi, cũng là chủ shop đó nha, bán tạp hóa, trời đất ơi, nó nói tiếng Anh. Đi bây giờ chữ excuse me là xin lỗi. Nó nói gì phải không? Nó đó là excuse me, tức là giống như sờ mi vậy đó, sờ tôi á, trời ơi, nghe nó cười quá. Anyway, thì đó là cái câu chuyện ngắn của hai cái ông già. Rồi, bây giờ mình nói qua một cái chuyện nữa là hai ông già khác. Trời, bây giờ ông già nhiều, mình nói chuyện già, già mới vui. Ở Úc này nè, ở Canada chỗ mình này nè, ông nọ mình đi không có, không biết ông đó, nhưng mà ông đó là bạn của ông bạn, đi bữa đó đi với ông bạn, mình nhưng bạn đi bên này, ông đi bên kia, trời ông bạn này thấy bên kia, ông thấy ông bạn của mình là thấy ông bạn của ông đi bên kia kìa, bên kia phía bên kia đường, ông chỉ thấy ông bạn ông đang đẩy cái xe xe con nít đó, cậu đứa nhỏ ở trên, ông bạn đó là thấy ông đó không, tôi nói là sao, ông đó là hồi xưa là vợ chồng ly dị lâu rồi, phải biết sao về Việt Nam gặp cô nào đó trẻ lắm, cô đó nhỏ hơn ông chắc cũng 20 tuổi rồi, thì hai bên thì cũng in love và mới thương nhau thì lấy nhau, tao biết nó bình thường có gì, thì thiệt giả mình biết, nhưng mà thì cuối cùng cô đó có bầu thì đẻ sanh cái con, bây giờ cũng qua rồi, mới qua thì trời đứa nhỏ chút xíu còn ngồi xe đẩy. Cũng có gì giờ mình cái ông đó đó thì cũng có đứa con gái, mà con gái cũng cũng có con, chắc cũng có cỡ độ là same time, thành ra ra phố như đi cha đụng con, cha đẩy xe thì cũng còn đứt chút xíu, mà con đẩy xe đối diện hai bên đụng mặt nhau thì là bên này nhiều người bên kia là bên cha, nhiều người bên kia đứa con gái thì đó là này, cháu mình phải không, cháu nội, còn con nhìn vào bên hông thì không biết kêu sao, thì đứa nhỏ bên này cũng bằng tuổi đứa con của nó, thì là gì, thì con bé này phải là vai cũng cao à, đúng không, ngang nó, tức nghĩa là kêu là gì, tôi nhớ tụi này giờ cái vụ này không, tức là cùng cha khác mẹ đúng không, thì nghĩa là nó cũng anh em đúng không, anh em gì anh em half brother sister anyway. Sáng nãy tôi muốn nói thêm là mấy bà bên này đừng có ham, cứ hỏi chút xíu là có gì chồng đi chồng riết rồi đi chồng này tưởng gì đâu hay đâu, thì có nhiều trường hợp thì gặp nhiều ông chồng gặp chớm thì đi dị được, nhưng mà còn những cái chuyện mà đặc quặc khác thôi, vợ chồng chín bỏ làm mười kiểu mà cứ để tâm là làm lớn chuyện ra có con cái đi dị làm những hay ho gì đó, tôi nói thẳng có thể bất lòng số người, tôi hỏi bây giờ đi dị ra ông mà cái đi dị thì mấy ông bị đâu ngán nữa, đi dị thì người ta về Việt Nam đi vợ thì có gì đâu, có gì lạ đâu, cái gì để càng tốt cho người trong nước nữa đúng không, chứ còn gì nữa, đi dị thì mấy ông đi về Việt Nam đi vợ sao đâu. Như vậy là cái chuyện mình làm đó, cái đó kêu là cái gì, gậy ông đập lưng ông đó. Hay là tiếng Anh nó kêu là backflash, nghĩa là flash là một cánh đèn, back là nó chiếu ngược lại, mình chiếu cái đèn tới nó chiếu ngược lại mình. Thì bên mình tiếng Việt mình kêu là gì, ông được đàn ông là mình làm một cái chuyện mà cuối cùng nó quay nó đập mình, còn bên tiếng người người, người Mỹ người Anh thì Úc thì gọi là back 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 là cái lưng, back flash là phản chiếu lại, nghĩa là mình làm một cái chuyện đó mà cuối cùng nó lại cột lại mình, thấy chưa. Anyway thì mới nói chuyện gì ok đó, đó là đẩy đứa con đi thì mình nói thì chuyện đó thì bây giờ thấy rằng nhiều lắm, bên này mấy ông cỡ cỡ 60 còn đẩy con nít cũng khá nhìn cũng nhiều, tại vì vợ ly dị rồi buồn,
thì quậy quá, vợ chưa lấy gì mình đã lo về lấy vợ khác rồi. Thì mấy ông đó thì bị bỏ cũng phải rồi đúng không? Còn mấy ông là mấy ông bị bỏ trước, bây giờ lấy vợ sao? Anyway, nó tùm lum, cũng thời thấy thế thời phải thế thôi. À, theo mình thấy, hồi xưa mình 60 không có con gì nữa trời. Nhưng mà bây giờ mình thấy về cái chuyện đó chắc cũng phải vậy quá. Bây giờ thí dụ anh vợ mất hay là đi chia vợ lâu năm 7, 8 năm 10 năm, bây giờ anh về đi Việt Nam lấy vợ hay là lấy vợ bên Úc hay là bên Anh bên Mỹ đâu cũng được, không lý anh có con phải không, thì anh đã xong mình mà lấy vợ thì anh cũng phải có đứa con, có sự ràng buộc chứ đúng không, thì vậy thì phải chịu cảnh trả giá con mòn. Nghe việc này là những khi ông biết sống được bao nhiêu đó, không đi đứa con trưởng thành có việc làm rồi ham chết đúng không, chết trước cũng mệt. À, còn người vợ thì anyway thì người vợ trẻ thì phải lo thôi. Đó là mình nói chuyện là vợ chồng thực sự thương nhau, đùm bọc nhau, chứ còn mà lấy để mà đi rồi qua Úc, Mỹ, qua Tây như vậy thì cái chuyện đó thôi, thì tôi không có ý kiến. Cái chuyện đó thì cái xu của mọi người thôi. Ok, rồi. À, nãy giờ mình nói tới đâu rồi? À, sẵn đây mình cũng nói vòng vòng với cái thầy khác, nói chung là cái này nó cũng có tùm lum, một cái chuyện phím rồi cũng là một vài cái khác. Hồi nãy mình mới nói là cái ông giờ ông gì đó, ông người Huế đó, ông học cái bài tiếng Tây Ban Nha, thì ông có học được cái chữ là ESO, tức là trên bãi biển đó. Thì nhắc tới cái chữ đó mình nhớ là cái bài kêu là Quanto Calita ESO, là cái bài kêu là tiếng Anh dịch là Love Me With All Your Heart, mình có bài hát đây. Người ta có điệu rumba. Thì đây, cho các bạn coi. Đây là cái chữ Quando Calita Eso tiếng Spanish. Thấy chưa? Cái người Spanish chữ chữ C, chữ C ở đầu. Chữ C ở đầu, tức là tiếng Việt chữ cờ. Thì nó đọc là như chữ quan, cho nên là mình đọc là Quando. Mình có biết chút chút của tiếng Spanish. Quando, Quando là khi đó, tương đương với tiếng Anh là khi đó, when. Quando Calita Eso là khi mặt trời. Calita Eso là Calita là bãi biển. Eso là sol, solar, soleil tiếng Pháp là mặt trời. Cái tiếng Spanish, tiếng Anh, tiếng Pháp có vài cái chỗ giống nhau. Ví dụ như là tiếng Pháp soleil là mặt trời thì người Spanish nó là sol, S-O-L. Eso, right. Cái bài hát này thì mình dịch là yêu em bằng cả trái tim. Nó không biết ai dịch cái bài này, không biết phải Đức Hội không. Yêu em, xin anh yêu em từ trong trái tim. Anh xin anh mang em, mà mang cho em tình yêu đừng gian dối. Ha, cái bài này chắc có điều biết ha. Cái bài này cũng nghe cũng khá hay. Quando Calita Eso, cái âm là Playa, lúc này là khi mặt trời soi sáng trên bãi biển. Ok, thế đây mình nói qua một cái chuyện khác. Bây giờ qua chuyện hàng già đi ha. Bây giờ mình chỉ sẵn cái chuyện hàng già, mình nói qua một cái chuyện khác đi. Mình nói qua chuyện văn nghệ chút xíu đi. Bây giờ có cái bài này. Right. Cái bài này thì là cái nào Jamaica Farewell, tức là cái bài này là Đức Huy có dịch đó. Cái bài này Đức Huy có dịch mà không biết tên tiếng Việt là gì. Thì Jamaica Farewell là một cái bài hát đại khái trong này nội dung là một cái anh chàng đó, cũng lãng tử đi tới cái Jamaica, là một cái vùng ở đó như miền địa Trung Hải vậy mày. Thì dân này nó cũng dân bản xứ nó ngâm ngâm á, người ngâm ngâm thì họ sống rất là vui, họ gần bãi biển, họ rất là vui nhộn vui nhộn. Thì anh chàng lại tới thì cái vùng này thì thấy con cũng kết thích một cái cô đó, nhưng mà cuối cùng anh ta phải đi chỗ khác, cho nên phải là anh ta làm cái bài này cho mình farewell luôn, chia tay em đó, là cái gì đó. Thì nhưng mà cái bài này đó thì nội dung cái bài nó chỉ là quen cô gái rồi phải chia tay đấy, nhưng mà ông Đức Huy á thì ông làm ông dịch ra, nhưng mà tôi nghĩ là tôi thấy không có giống gì cái nội dung của cái bài, không phải là ông chàng Đức Huy, nhưng mà nó không có giống cái nội dung cái bài. Nếu mà người nào biết cái bản chính, cái bản chính,
cái bản chính tiếng Anh của bạn này mà hiểu tiếng Anh thì đọc rồi thì sau là các bạn dịch cũng được khuy không giống 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 trời vực rất là trơn. Nhưng mà có thể là vì vấn đề dịch chỉ có giống cái phần rhythm, cái phần nhạc thôi, chứ còn cái lời nội dung cái giống, nhưng mà ông phải dịch như vậy để cho nghe các bạn nó vui chút xíu. Mà tôi thấy cái bài này thì là tôi chấm Dương Trường Vũ là hay nhất, tại tôi thấy để tôi kiếm cái tên cái bài này. Dương Trường Vũ. Rồi các bạn, mình tìm được cái bài tên là Lời Yêu Thương, ha? Lời Yêu Thương nha, Lời Yêu Thương của Đức Huy dịch ra từ cái bài Sơn Mai Cà Phê. Ở trên trên cái Facebook của mình có cái bài đó, đó mình có đăng cái bài đó. Dương Trường Vũ hát rất là hay và cái cách hòa âm cũng rất là good. Sẵn đây thì mình cũng muốn nói lên là cái Facebook của mình đó, Facebook của mình là Văn Lê ha, nếu mà bạn muốn muốn vô coi đó, đây nè. Văn Lê đó, VANLE đấy. Và mình cái YouTube của mình đó là Văn Càng Lê, hai cái khác nhau một chút xíu. YouTube mình viết cái dưới đó là Văn Càng Lê, thì mình tất cả những cái YouTube của mình bỏ trên cái Văn Càng Lê đó. Nếu các bạn muốn coi được là nó coi. Còn Văn Lê mà Facebook này thì là cũng có thể bạn có thể coi được. Thì trong cái bằng đề Facebook của mình là mình có đến hình như là gần 40 group, mình đã biết mình đã thành lập gần 40 group, nghe thì nó cũng nhiều lắm. Trong đó có group nấu ăn, mình nấu ăn cũng khá lắm mà. Nấu ăn rồi group ca hát thì bỏ nhà không á. Rồi group về sex education, đó là những người nào mà muốn tìm hiểu về sex. Group về tutor là cho mấy cái đại học sinh của mình thì có physics, biology, chemistry, nói chung là mình bỏ những cái bài gì để cho nó đọc hoặc để cho học sinh đọc hoặc thứ đó thì các bạn cần coi đâu. Mình bắt đầu là group này là group du lịch, nên cái việc mình mới tìm thấy được vô tình là từ Sài Gòn tới Portugal là bên Europe, Âu Châu, nó có một chiếc xe lửa, các bạn có biết không, đi từ Sài Gòn du lịch chạy qua tới Portugal luôn, từ Sài Gòn lên Hà Nội, Hà Nội qua Peking, Bắc Kinh chạy qua Moscow ở bên Nga đó, rồi mình chạy tới Germany, Đức trở lại, rồi tới Pháp, rồi tới Portugal, sau này phía bên đó. Interesting cái chuyến hành trình, mình ước mình có tiền để đi, sau này mình sẽ đi thử cái đó. Thì tới mỗi nơi thì mình xuống, mình đi dạo vòng vòng, rồi mình đi tiếp. Đó. Thì mình có đăng trên Facebook mình mới hồi nãy đó, là bạn có biết là bạn có một cái chiếc xe lửa từ Portugal đi về Việt Nam tới ga Sài Gòn rồi ga chót rồi từ Sài Gòn tới Portugal đi ngược lại, ok, chắc chắn là cũng mắc cả một rẻ rồi. Yeah, thì các bạn lên đừng đặt coi cho vui, để sẵn có cái laptop để mình cho các bạn coi cái hình của cái Facebook để các bạn lên các bạn biết ở đâu. Văn Lê bây giờ văn nhiều lắm ở Úc này á. Úc này chắc có cỡ là mấy trăm ngàn người tên Văn, biết tại sao? Tại vì
tất cả biết là cái tiếng người Úc họ biết cái tên nó đảo ngược với mình. Ví dụ mình như tên tôi là Lê Văn Cang, Lê Văn Cang thì khi người Úc mình biết là Lê Văn Cang, nhưng mà người Úc họ đảo ngược lại, first name first thì họ đảo Văn Cang lên trước là first name, mà đảo ngược lại first name tới last name. Last name là Lee, là L E là Lee của mình, là Lê là tôi bị Úc nó đọc Lee, nó đọc được chữ Lê, nó không bỏ dấu được, nó đọc Lee, mình là đọc Lê nhưng nó đọc Lee không, thành ra Lê Văn Cang thành ra là Văn Cang Lê. À, thì khi mà đảo cái chữ Văn Cang thì chữ Văn cũng nằm trước, nó cũng có bỏ được cái dấu dấu ngã hay dấu mà dấu này nè, cái dấu mặt trăng ngược đó. Nó cứ là Van, thành ra mình ở trường mà cũng là Van Lee, Van Kenley, mà sau đó nó ignore cái chữ chữ Cang này, nó chỉ là Van Lee thôi. Thì bây giờ thí dụ như người khác tên là Lê Văn Long, Nguyễn Văn Hải hay Nguyễn gì đó, thì nhưng mà cái chữ lót là Văn thì lên trên đầu hết. Rồi bây giờ bên nữ cũng vậy, bên nữ cũng bị cái tình trạng thí dụ như Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Nguyễn Thị Lan hay cái gì đó, thì cái chữ Thị nó lại thành lên trước, thành ra bên lúc này mà nếu mà tên người Việt mình là trùng nhiều lắm. Văn là nhiều nhất, Thị cũng nhiều nhất, đó là bên nữ. Cái gì cũng Thi, Thi, tôi nói kêu mình. Mà tôi không đọc mình, nó đọc không đọc là Thi, mà đọc là Thai. Tại vì chữ Y bên mình, y ngắn đó, thì nó đọc Ai, đọc Thai. Thí dụ như cái tên tức cười nhất là thí dụ như Triệu Thị Thu Thủy, giờ cái đó mà đọc lượm nhức đầu đúng không? Triệu Thị Thu Thủy thì chữ Thị Thu Thủy nó sẽ đảo lên đầu, thì nên là cái chữ Thi lên đầu, thì là Thi Thị Thu Thủy Triệu. Dưới ngược lại first name là Thị, rồi middle name là Thu Thủy, rồi chữ last name là Triệu. Thì là bây giờ nếu mà đọc full luôn cái tên là Thi 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 Thi, bốn chữ Thi luôn ha, hay không? Thi 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 em đọc tắt, đọc initial là chữ đầu, đọc là Thi 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 Thi, tại vì là Thị cái gì để tôi Thị Triệu Thị Thu, yeah, Thị Thu Thủy Triệu. À, nó đọc lên đây thành là bốn chữ T luôn, Thi 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 Thi. Ok bây giờ để cho bạn coi cái này là một những phím nha, tức là nó tầm phào không muốn nói gì nói, cho nên đúng cái chủ đề đó phải không, chứ đừng nói tại sao nãy giờ không nói gì tùm lum nha. Thì tôi nói chuyện phím mà, chuyện phím là chuyện bắt đầu ngồi rảnh nói chuyện mà, đúng không? Để mình cho coi cái face xong. Đây. Ok. Các bạn coi cái file của mình. Nếu mà lên đánh chữ Văn Lê thì nó phải lên cái hình này, là để cái hình mới nhất mình. Mình hay đổi hình lắm nha. Chừng tuần lễ mình đổi hình cho mình, cái gì mà nó đứng chỗ mình thì chán.